Bỏ đến vợ không có quà gì không? Nói chung là năm nào mình cũng biết được cái điều là vợ mình luôn kiếm một cái gì đó của nhà để tặng mình. Năm nào cũng vậy, mấy năm rồi năm nào cũng vậy, mình quen với điều đó rồi. Nhân ngày sinh nhật của anh Tiến Luật, Trang cũng không có cái gì nhiều. Cây nhà vườn có cái gì tặng cái đó. Hôm nay tặng anh Luật cái mặt nạ Kevin Mask của C13 Cosmetics. Không, mình lấy đông trùng hạ thảo đi mọi người. Mặt nạ đông trùng hạ thảo tặng anh. Sinh nhật vui vẻ. Lớn trả lời vậy đi Tôn. Ok ok chị. Hết hồn liền hả nha, chúng ta giỡn luôn nha. Tôi nói thiệt có tôi hối hận lắm. Hối hận là sao? Tôi rất là hối hận luôn, nói thiệt á. Tôi lại suy nghĩ là mấy ngày mấy đêm là hôm nhưng mà được. Anh em thân tình thì khuyên là đừng có trông đợi gì quá nha. Tin lắm, tôi vẫn còn chưa tin lắm. Này thôi chịu gửi quay xong trả lại nha. Nghi lắm. Thôi xong trả lại nha. Nói trước hôm trước con tim non nớt rồi bị thằng Huy nó lừa rồi cứu. Thì bây giờ nghe cha. Trời ơi, thì chút mất quá hay xong quay clip xong em sẽ nói thiệt ra. Gửi chịu gửi đó. Có giỡn nghe, muốn chịu gửi thì hả? Thôi chạy thử coi. Để chị thủy nghe chạy vòng trả tiền thôi nha. Cứu tôi trời ơi. Sợ hãi. Lát qua bên phòng xanh của Quỳnh Phương xong rồi. Xong hết tài luôn với mấy ông Mỹ gì đó. Ủa? Không cần tập gym, phải tập cho ăn uống cho bụng bự ra giống như mấy ông Mỹ mà trên chơi hạt lây gì đó. Ủa sao tự nhiên mua chiếc mô tô xong tự nhiên bị hư rồi luôn vậy? Nói không, em chuyển tiền mà đau đó, em chuyển tiền xong rồi. Cứ hỏi giờ chuyển tiền xong rồi sao chị? Triệu rưỡi ngày đó, tính sao tính đi. Bây giờ tôi có xe rồi. Đó, có xe rồi, đi giao mỹ phẩm cho em thôi. Trời ơi, giờ muốn kêu làm gì cũng làm hết đó em ơi. Nắng mưa thì phải đi chứ xe nắng đó cho em. Nắng mưa thì cũng phải đi. Giờ là tôi bỏ hết tất cả các xe còn lại, tôi chỉ đi đúng cái xe này thôi mọi người. Bắt buộc phải vậy rồi, nếu mà mình không đi thì ngoài vợ mình còn có mấy đứa em mình nó coi thường mình nữa mọi người ơi. Ngày mai gắn thêm cái giỏ nữa đi cho tiện. chị tưởng đâu là thằng Phương Tuấn Huy là cũng phải nhắn tin đi vô với ổng chứ, không nhắn không hả? Không, không nhắn đâu, không nhắn luôn. Anh không biết gì luôn á, nó thật sự. Ông thằng quỷ ông chứ nó còn lừa ông nữa quả. Anh còn tưởng đâu là mấy đứa đó cho anh. Anh còn tưởng là tụi nó cho anh á, tụi nó thằng Huy nó đem xe lấy về một đống xe về bên kia, nó đem một đống xe về cà khịa anh. Bởi lúc anh vô phòng gym anh còn nói với thằng Huy
anh nãy anh còn nói với Quyên, nói tụi bay giỡn đừng có lấy xe về cái phòng gym ta tập, mà lấy một đống xe về nó kỳ, mình tập gym mà. Nãy ông nhột miệng ông tính chửi là ông nói tại anh đó. Ừ, nói anh ngứa miệng lắm rồi đó, khá tại ổng mà mình dắt xe về đây mà giờ ông chửi ngược lại anh quá trời, ông chửi anh sáng giờ. Ok, cảm ơn mọi người nha. Thôi bây giờ không, cảm giác đi, cảm xúc đi, bao nhiêu năm đọc được mơ ước rồi kìa. Nói chung là cũng 7-8 năm rồi đó mọi người. Cảm xúc thì tới bây giờ nó bị lâng lâng mọi người ơi. Tới bây giờ chính thức, bây giờ mình biết là xe này mua. Tại vì tới lúc mà đem xe lên, tôi nghe tiếng xe, tôi nghe cái cách nói chuyện là tôi biết là xe rồi. Ủa anh giận mày luôn nha, tới thằng Phương nó có thể troll anh được, chứ mày troll anh là anh giận mày đó. Là đó, thấy không mọi người, thấy không? Nói cảm xúc hết đi. Đó là hoang mang. Nhưng mà mày hứa là cái dù gì á thì cái này là quay vui nha, không có gì giận nha, anh em mình trong tình cảm nha. Cái này là tôi nghe theo chị thôi đó, còn muốn gì thế nha. Tôi đang rất là hoang mang mọi người, tôi không biết là mua xe thiệt hay là mượn tôi, mượn niềm đam mê của tôi để câu view, để mà bắt tôi đi giao sản phẩm đồ này kia xong rồi về mướn 1,5 triệu ngày và tôi buồn lắm luôn á trời. Cái xe này thích quá, tại vì anh thích cái xe giống xe của ông Trương Thế Vinh mà giờ cái xe này giống giống nè. Thế hả? Ừ. Anh ôm chị thể hiện tình cảm cảm ơn 6 năm qua. Đang lưu lại giờ đứng gần. Đứng gần anh nha cha. Mày cứ gạt đúng không? Dạ, tại con đang rất là nghi. Đi vô chú. Chú ngồi chú bàn ga không rồi. Đây nè, bây giờ anh muốn gì anh phải kêu tụi nó phỏng vấn hai đứa này là nhân chứng sống. Chuyển tiền hay không chuyển tiền, hay là làm kế hoạch sao, là hai đứa này là nhân chứng sống. Đây là Tuấn ở bên Hà Đô, đây là ông Phương em tôi. Hai em nói thiệt cho anh biết đi. Mua đúng không? Là chị Trang kêu em kiếm chiếc xe, những ngày xưa người đều kiếm nhưng kiếm. Mà không, mày đừng có nói vòng nữa đâu, bây giờ nói là vô thẳng vấn đề là mua đúng không? Anh phải hứa là anh không có giận đi. Thôi đừng giỡn như vậy. Giỡn. Bây giờ anh nói thiệt thích, đi. Anh cứ thích thì hôm nay nó là của anh mà lo gì. Còn ví dụ chạy đó đi, còn nào không thích chiếc này qua lấy chiếc kia chạy. Xe đậu bên một đống đó. Mai người kia tính sau. Thôi, để đêm dài lắm mộng, dắt tao chạy về nhà cất luôn á. Giấu chìa khóa luôn này. Giấu chìa khóa luôn. Đi đi với bao. Đi chở đi chồng đi. Trời ơi. Đau rồi. Lấy cái nón bảo hiểm kìa, đây. Đưa đây, đưa đó thì nó mệt. Rồi đi. Con đi đây. Cái này là khóa cổ nhá. Rồi cái này là chìa khóa thường của nó hả? Cái này thì nó chỉ là cái khóa từ thôi, anh cứ cầm theo người là anh để nó. Đâu cần ấy. Không thì không cầm được cờ đâu, nó nặng lắm. Rồi hai cha con đi giao mỹ phẩm cho mẹ đi. Giao cho ai? Đó, ba chở đi đó. Ba là không biết, còn chưa biết vô số nữa nha. Trời đam mê quá mà không biết.